Vừa qua, chính phủ Úc vừa ra lệnh bán số tài sản bất động sản bất hợp pháp do người nước ngoài mua lại kể từ khi chính phủ nước này giới thiệu hình thức xúc tiến đầu tư có tổng giá trị lên tới 76 triệu đô la Mỹ. Kể từ tháng 12 năm 2015, chính phủ Úc đã ban hành luật mới. Theo đó, nước này sẽ phạt hoặc tống giam bất kỳ công dân nước ngoài nào vi phạm luật mua lại những khu nhà ở cũ có chủ sở hữu khác mà không phải nhà ở mới hoàn toàn. Theo luật mới quy định, những trường hợp công dân ngoại quốc mua bất động sản bất hợp pháp tại Úc sẽ bị phạt 135.500 đô la Úc đối với cá nhân và 675.000 đô la Úc đối với trường hợp là công ty, doanh nghiệp. Ngoài ra, đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị phạt tù tới 3 năm. Trong những năm gần đây, giá nhà ở tại Úc đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là tại hai thành phố lớn là Sydney và Melbourne. Những căn hộ có giá cả vừa mức đã trở thành vấn đề nhức nhối tại đây. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giá nhà ở đất ở Úc đã được thổi phồng lên khi nguồn tiền mua bất động sản đổ về từ những người mua ngoại quốc, chủ yếu là từ công dân đến từ Trung Quốc, Anh, Malaysia, Indonesia. Điều này đã khiến cho những chủ sở hữu tiềm năng trong nước bị đẩy ra khỏi thị trường bất động sản của chính mình. Tính tới thời điểm hiện tại, có tổng số 61 trường hợp người nước ngoài mua bất động sản tại Úc bị chính phủ Úc ra lệnh bán đi. Công dân tới từ Trung Quốc chiếm phần lớn với 25 vụ. Trong những năm gần đây, chính phủ Úc tiến hành ngăn chặn những kế hoạch mua bán bất động sản có ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia.